Đúng rồi, 20 tháng 10 này là có phim hay đấy. Không những hay mà cực 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 hay hay luôn nhé. Mọi người nghe. Thì Nguyễn Phương Hằng coi nó rõ, tôi vẫn bảo luôn, con nó quốc không cược khác nào, và quan trọng là quốc ai. À, quan trọng là quốc ai không cược khác nào. À, cái thứ nhất, cái thứ hai nữa đó là tôi nói 50-50. Có nghĩa là trong chúng ta có 50% theo ủng hộ thầy và 50% không ủng hộ thầy. Thì tôi một khi tôi đã buông lời ra thì tôi phải có đầy đủ trách nhiệm với lời nói của tôi, bởi vì là những người đây có mắng tôi thì mãi mãi cũng không bao giờ hết bọn tôi. Và đồng thời thì tôi thấy mất cười lắm là bởi vì mới nói có mấy câu thôi mà mọi người đã bị thao biến tâm lý rồi. À, mình sống mình phải có chữ kiên và chữ nhẫn. À, khi mà mình nghe người ta nói một nửa chừng á, vì tại sao mình cứ phải hồi hộp nhảy lung tung lên, chẳng khác nào là lại ông tôi ở buổi này. Nếu mà nói về một người nghèo thì tôi đã rất tôn trọng rồi, huống chi một người tu, và họ không có đụng chạm gì tôi hết. Nước sông và nước giếng là hai thế giới khác nhau. Thầy là một người cao cả tu theo cái kiểu thầy, tôi là đi tu theo trí tuệ. Nghe chưa mấy bạn? Tu theo kiểu từ đến chỉ tả, bởi vì là thầy ăn cơm bá tánh, mặc đồ Như Lai, là thậm chí là tất cả những gì thầy làm thì tôi không có tư cách để bàn vô, bởi vì tôi là người đời. Thứ hai nữa là tôi nói rất rõ ràng, tôi bảo luôn cái câu quốc không trường cách nào mà quốc như thế nào. 20 tháng 10 quý vị tôi thấy tôi quốc như thế nào đó là không trường. Đấy, fan nửa mùa với những thành phần này kia các kiểu bị chưa gì mà đã như chồn chồn như kiểu là mèo cắn lờ đấy, thấy không? Rồi giờ vào mà nghe cô Hằng cô nói đi. À, rồi như thế nào? 20 tháng 10 này đúng là có phim hay để xem luôn á nhá. Đúng ngày 20 tháng 10 luôn, ngày của phụ nữ. Và có một người phụ nữ kiên cường, mạnh mẽ, thật là tuyệt vời và thật là tự hào khi yêu quý cô Nguyễn Phương Hằng và luôn luôn tin tưởng cô Nguyễn Phương Hằng. Những người gia đình số 1 đâu ạ, những người luôn luôn yêu quý cô đâu và tin tưởng những cái gì của cô chứ đâu ạ. Comment giùm em nhé, chia sẻ, lan tỏa giùm em nhé. Đến ngày 20 tháng 10 sẽ có phim hay cho chúng ta xem nha mọi người.